Chúng ta sẽ đến với kèo ngũ độc của Vịt Say Tình và Thúy Anh em nhé. Hai ngũ độc đao vẫn là một sự lựa chọn khác nhau. Một người lấy tốc như Vịt Say Tình, đao xanh 30 tốc và 54 sát thương, 54 băng sát. Một người lấy đao phái, đó là Thúy Anh, 20 tốc, 30 độc sát, 50 sát thương và 120 băng sát. Cây của Thúy Anh đang là đẹp nhất trong minh ảo của server rồi. Em có nhớ là về tỷ lệ chiến thắng của hai ác này như thế nào không nhở? Mình mới thấy Vịt Say Tình đánh với Châu Tinh Tổ thôi, chứ chưa thấy Vịt Say Tình đánh với Thúy Anh em ạ. Về ngựa và đồ đạc giống nhau nha, không cần phải soi đâu. Ngựa hai người đều cưỡi siêu quang này, đồ thì đều mặc định quốc, rồi đeo 200 chúng đâu, có khác mỗi đao thôi. Một người cầm đao xanh 30 tốc, 54 băng sát. Một người cầm đao vàng 20 tốc, 120 băng sát, có 50 sát thương điểm và 30 điểm độc sát anh em nhé. Cũng ở cặp đấu như thế này thì khi Châu Tinh Tổ đánh với Xà Cân, Châu Tinh Tổ cầm đao xanh lại thắng Xà Cân cầm đao vàng. Còn với Thùy Anh và Vịt Say Tình thì chúng ta đang theo dõi. Nào anh em đã tiếp tục bình chọn 69 nào. Mã số bình chọn của Thúy Anh là phím số 6 nhá, còn mã số bình chọn của Vịt Say Tình sẽ là phím số 9. Hai trăm trúng độc anh em ạ. Đeo một cái đai lưng định quốc là được 80 trúng độc rồi. Đây, 80 trúng độc này. 40 đấy. Không cần phải xoay biết em. Ngũ độc đã đi đánh đơn đấu môn phái thì kiểu gì họ mà 200 trúng độc. Đeo một cái dây chuyền phái đúng không? Dây chú phược. Khác một cái vũ khí thôi. Còn mùa này thì ngũ độc âm phong từ cốt, ngũ độc u lung họ không đánh rồi. Đánh toàn thua thì họ chuyển hết về đánh đao. Trời, mình thấy máu của Vịt Say Tình đang mất nhiều hơn so với anh em ạ. Vịt Say Tình đang hơn tốc đấy. Trong xem vào chúng ta đang có hai cái đao xanh đẹp nhất thôi. Một cây 30 tốc, 54 băng sát. Còn một cây thì là 30 tốc, 53 băng sát anh em nhé. Không có cây nào đẹp hơn đâu. Rồi, anh Huy 101 cân lại thắng Kim Lão Đại anh em ạ. Vậy xem vào chúng ta có rất nhiều cao thủ Thiên Vương Thương nhá. Đó, nặng những 101 cân mà vẫn đoạn hồn thích, rất mượt luôn. Em thấy cách đánh của ngũ độc nó có khá tương đồng với đánh thứ lông đao không nhở? Thắt chứ nhở? Thứ lông đao thì gần như chỉ chém mũi vô tướng chặt từ đầu đến cuối thôi. Còn ngũ độc họ vẫn có thể chém thêm cả chu cáp và chém thêm cả bách độc nữa. Nếu mà chênh lệch bây giờ đồ thì may ra nó ở cái xác định quốc anh em ạ. Để cho anh em xem thử xác định quốc hai ông này nhá. Định quốc của Vịt Say Tình là định quốc hoàn mỹ anh em này. À, cứ bố anh em bố đồ xoay đồ. Mất góc nhìn nhiều lắm. Ngũ định quốc hoàn mỹ này, không xoay đồ nữa anh em ơi. Mất góc nhìn. Lại trắng máu nữa kìa anh em. Chiều 9x của ngũ độc nó là huyền âm trảm anh em ạ. 6x đó là chu cát thanh minh, 3x như này nó là bách độc xuyên tâm này. Ngũ độc đang là một trong những hệ phái mà cạnh tranh nhau rất nhiều cho vị trí võ lâm minh chủ em ạ. Anh em nhìn nhá, anh em nhìn cái dòng banner màu xanh dưới cùng bên trái này. Anh em nào mà xem live muốn xem lại thì xem ở cuối dòng thứ nhất cái chữ màu xanh đấy. Anh em nên view tìm cái chữ đó ra là sẽ ra kênh nhá. Chứ tốt tốt này cho xem xong nó không lưu video đâu. Còn em ở trên view ở trên phở cứ xem như bình thường.
vì sau livestream nó vẫn còn video. Trời ơi, trời ơi. Vì sai tình cảm đấy là chứng cú lừa của chú anh khá nhiều đấy. Thằng ngũ độc nữ cứ né đam và chém rất chính xác em ạ. Những nóc nhà vẫn đang biết cách tỏa sáng đúng lúc. Chào Mạnh đẹp trai nhá, anh thấy tấm hình anh chưa lóc ác vào cái phây đấy Mạnh ơi. Phây đấy kia anh xem mét lắm. Nhắn sang cái Nguyễn Tiến Trường cho anh. Chào tất cả em vào sau nhá. Ui bách độc, ui bách độc kìa. Sao lại là vịt say tình em nhỉ? Vịt phải say rượu chứ nhỉ? Ô trắng máu kìa, knock out không cần hết giờ anh em ơi. Va luôn. Và chẳng cần va chúng ta cũng biết là tình huống đó thì anh thắng rồi. Quá hớ hình. Hớ hình với chúng tôi. Hớ hình với chúng tôi này.